Cháp 634 và 635, Tiên Võ Đế Tôn. Sau khi nhìn chiếc kích cắm trên vách đá, cơn đau đầu đột nhiên ập đến dữ dội, sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi. Trong mơ màng, Diệp Thần chợt thấy hai người nào đó đang quyết chiến sinh tử với nhau. Rồi Diệp Thần niên lại bắt gặp hình ảnh một nam tử mặc chiến giáp đang cõng một nữ tử trên lưng, nữ nhân đó không ai khác chính là Đông Hoàng Thái Tâm. Cơn đau cứ điên cuồng kéo đến khiến Diệp Thần ôm đầu quỳ phịch xuống mặt đất. Long Gia Giật Thót vội tiến đến hét lên, vãi đạn, đừng nói là ngươi cũng phát điên giống như bọn họ đấy nha. Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ trùng trùng mà Diệp Thần dùng Lục Đạo Tiên Luân nhãn mở đường, giờ khắc này điên điên khùng khùng thì cả đám càng gặp nguy hiểm. Thấy tình hình Diệp Thần bất ổn, Tử Huyên vội truyền một đạo linh lực vào mi tâm cậu giúp cậu trấn tĩnh trở lại. Diệp Thần thở hỗn hển, nghĩ như thế nào cũng đều không nhớ nổi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn vào bàn tay mình rồi tự hỏi, tại sao ta lại quỳ ở đây? Tử Huyên nghe mà cũng chẳng biết trả lời sao nữa với thanh niên luôn. Diệp Thần, ngươi tự nhiên lại như vậy, bây giờ quay qua hỏi ta biết trả lời sao? Long Gia vỗ vai Diệp Thần nói, được rồi, bảo vật này không phải là thứ chúng ta có thể động tay vào, đi thôi, ngay tức khắc cả bọn rời đi. Nhưng vì vẫn còn khúc mắc trong lòng nên thanh niên vẫn tranh thủ liếc nhìn về cái chiến kích một cái trước khi rời khỏi chỗ này. Mặc dù mình không thể nào nhớ được nhưng cây đại kích này chắc chắn mình đã từng thấy qua. Long Gia đột nhiên thốt lên, á đủ, Sừng Kỳ Lân. Diệp Thần nghe Sừng Kỳ Lân liền hào hứng trở lại, hai mắt sáng lên vội hỏi, đâu, nó ở đâu? Long Gia bèn đưa tay chỉ chỗ xa xa kia, nhìn thấy không, đó chính là Sừng Kỳ Lân. Thanh niên vội đưa mắt nhìn về phía Long Gia chỉ, lập tức liền nhìn thấy bên trong đống xương cốt khô có một cặp Sừng Kỳ Lân đang nằm chung với đống đầu lâu, xung quanh nó đang không ngừng tỏa ra khí tức tà ác. Ái chà chà, đúng thật là Sừng Kỳ Lân. Long Gia cười một tiếng, không còn gì nghi ngờ nữa, nó chính là xương và Sừng Kỳ Lân, hoàng tộc cũng không biết nơi này rốt cuộc đã trải qua trận chiến hỗn loạn như nào mà ngay cả Kỳ Lân hoàng tộc cũng bỏ mạng. Diệp Thần không nói gì, hai mắt chỉ chăm chú nhìn về chỗ có Sừng Kỳ Lân. Thanh niên đang định bước lên hốt lấy mẻ sừng này thì bị Tử Huyên ngăn lại. Chỗ đó có rất nhiều tà linh ở xung quanh. Diệp Thần bỗng dưng dừng lại, thật vậy, chỗ Sừng Kỳ Lân lúc này đang có mấy con tà linh hình dạng méo mó lượn lờ bay qua bay lại. Long Gia không chần chừ lấy ra thanh sát kiếm của mình, cứ giao cho ta. Sau đó hắn cắm thanh kiếm xuống đất rồi kết ấn thi triển bí thuật Di Thiên Hóa Địa. Tiếp theo một tay kết ấn một tay thi triển bí thuật. Chớp mắt cái thanh sát kiếm của Long Gia đã đổi chỗ với Sừng Kỳ Lân. Còn về cặp Sừng Kỳ Lân thì đang ở bên dưới chân Long Gia. Diệp Thần xem mà không khỏi trầm trồ, bí thuật này đúng là đỉnh của chớp mà. Thấy Diệp Thần định chạm vào Sừng Kỳ Lân, Tử Huyên vỗ vai cậu một cái, người đẹp kêu hắn bình tĩnh. Cô nàng ngồi xuống đưa tay nhặt lấy Sừng Kỳ Lân lên, rồi truyền vào đó một đạo thần quang nhằm tiêu trừ đi luồng khí tà ác bám lên chiếc sừng. Xong xuôi cô liền đưa nó cho Diệp Thần, thanh niên mỉm cười đa tạ Tử Huyên. Diệp Thần vừa cất chiếc sừng đó vào chiếc nhẫn không gian, thanh niên vừa nghĩ, thêm Sừng Kỳ Lân này nguyên liệu để luyện chế Thiên Tinh Đan cuối cùng cũng đã thu thập đầy đủ, ta và Đan Thần đã có thể bắt đầu luyện chế rồi. Đám người Diệp Thần tiếp tục bước đi về phía trước. Nơi đây nhìn có vẻ âm u tà dị chẳng thua kém gì những nơi trước đó từng đi qua. Thanh niên quay sang bảo với Long Gia, ở đây có rất nhiều hài cốt rồng. Long Gia nghe vậy thì chỉ khẽ ừ một tiếng. Sau đó Thái Hư Cổ Long Xua thủ thu tất cả hài cốt rồng vào không gian chữ vật của mình. Làm xong mọi chuyện ở đây, đám người Diệp Thần thẳng tiến về phía trước. Đi một lát, Diệp Thần liền nhìn thấy mấy dòng văn tự ngoằn ngoèo trên tảng đá trông giống như một bài thơ. Đây là nét chữ của Hồng Trần, ngươi quả thực đã đến Thập Vạn Đại Sơn. Thiên Thương Nguyệt ở phía sau nhìn bộ dáng thất thần của Diệp Thần tò mò nghĩ, bài thơ này có gì đặc biệt sao? Đang trầm ngâm thì cô nàng đột nhiên trở nên kích động, đưa mắt nhìn về phía trước. Trước mắt Thiên Thương Nguyệt lúc này là một thân ảnh nữ tử quen thuộc, cô vội thốt lên, Mẫu Hoàng. Cùng lúc đó hai mắt của nàng ta đã đẫm lệ. Thân ảnh nữ tử đó còn ai ngoài Nguyệt Hoàng mẫu thân của Thiên Thương Nguyệt. Bà ta mỉm cười nhìn về cô con gái bé bỏng một cách ấm áp trìu mến. Diệp Thần thời điểm này tận mắt thấy cũng chấn kinh, không phải hồn phách vậy là thứ gì đây? Long Gia cho biết đó là linh hồn lạc ấn năm đó Nguyệt Hoàng đích thị là đã đặt chân đến nơi này. Có lẽ bà ta cũng đã tính ra được đích nữ của mình sẽ tới qua nơi này nên mới lưu lại linh hồn lạc ấn. Trong lúc hai khứa đang nói chuyện thì phía bên này Tử Huyên tiến đến phong ấn tu vi của Thiên Thương Nguyệt lại, tám chuyện nhiêu đó được rồi. Trước lúc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì có đến 10 người tinh thần vẫn tỉnh táo, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta, á quên ta thậm chí còn không phải là một con người Diệp. Thần cùng Long Gia nghe mà cạn lời luôn. Tử Huyên tiếp tục lên tiếng cảm khái, thật sự không thể tin được rằng đại sở hoàng giả từng xuất hiện ở đây. Đang nói thì cô nàng hét lên cảnh báo, có người đang tới. Đó là một nam tử nhìn rất giống tên nam tử thần bí mà cô cùng Hồng Trần từng liên thủ đánh. Trên đỉnh đầu hắn đang lơ lửng một bảo tháp. Đôi mắt Tử Huyên bắt đầu co lại, sắc lạnh nhìn về tên nam tử đó, chính là hắn. Long Gia thấy thế cũng tiếp lời, không có tiên luân nhãn dẫn đường vậy mà hắn có thể đi tới đây ư? Tử Huyên vội quay về phía hai người bọn họ bảo, hắn ta có hỗn độn nhãn nhưng không phải hỗn độn nhãn chân chính. Long Gia nói rằng điểm này lại có mấy phần giống nhau với người mặc áo choàng đen gián lâm ở Nam Sở. Xem ra thế gian này đã có người đánh thức được hỗn độn nhãn, dù là người mặc áo choàng tím hay người mặc áo choàng đen. Dấu vết của hỗn độn nhãn mà họ mang theo đều đến từ người đã thức tỉnh hỗn độn nhãn kia. Diệp Thần cất tiếng hỏi, hắn ta rốt cuộc là làm gì ở đây? Tử Huyên toàn thân bùng phát sát khí, dù hắn làm gì ở đây thì cũng phải chết. Long Gia cũng nhanh chóng lấy ra sát kiếm của mình lãnh đạm nói.
đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác phải không, không biết là có ăn ý không? Tử Huyên bảo rằng sự ăn ý giữa Chí Tôn là bẩm sinh. Long Gia cắm thanh kiếm xuống đất rồi kêu Diệp Thần cứ giao người đàn ông mặc áo choàng tím kia cho hai người bọn họ, còn cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho bảy hậu duệ hoàng giả. Diệp Thần ô sờ kê con dê ngay và luôn. Tử Huyên lập tức kết ấn thi triển bí thuật di thiên hoán địa, lập tức không gian biến động, sát kiếm biến mất đổi chỗ tên nam tử thần bí đó với thanh kiếm. Tên đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cưỡng ép dịch chuyển đến chỗ thanh kiếm cắm trước đó. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, Long Gia cùng Tử Huyên hiệp lực công kích hắn. Trước đòn đánh úp bất ngờ, hắn chỉ biết dùng thân thể trực tiếp nhận lấy hai trường lực cường hãn, khiến cả thân thể hắn bay xa trong tình trạng chẳng hiểu mô tê cái rắm gì hết. Chật vật đáp đất, tay ôm lấy phần ngực bị đánh trúng, lúc này hắn mới hiểu ra vấn đề, tức giận quát lớn. Là các ngươi ép ta. Từ miệng của hắn luồng huyết khí màu tím bay ra. Luồng huyết khí này không ngờ lại thu hút rất nhiều tà linh. Diệp Thần chứng kiến mà tê dại cả da đầu, mịa kiếp, hắn ta thực sự bị điên rồi, hắn vậy mà thực sự đã thu hút vô số tà linh tới. Tử Huyên cũng điên tiết mà chửi, đáng chết. Long Gia vội kiến nghị mau rút lui. Một mình Diệp Thần không thể chống lại sự tấn công của nhiều ác linh mạnh mẽ như vậy, cho dù có cửu tôn thiên cảnh pháp khí hộ thể cũng không chống đỡ nổi. Tử Huyên dù không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận. Được, mau rút thôi. Cả hai vội cắm đầu chạy về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng lấy ra Xích Tiêu kiếm, vung kiếm chém yểm trợ cho Long Gia và Tử Huyên. Một kiếm đó của Diệp Thần vậy mà lại có thể trực tiếp chém đôi tà linh ngay khi hai người bọn họ chạy đến gần. Diệp Thần cũng tức tốc xoay người, chim cút Tử Huyên vừa chạy vừa liếc về phía tên nam tử thần bí. Nhìn thấy hắn đang bị đám tà linh vây giết, cô mỉm cười thích thú. Hừ, trốn được mùng 1 không có nghĩa là trốn được ngày 15. Đám tà linh thì vẫn đang điên cuồng đuổi theo đám người Diệp Thần. Tử Huyên một lần nữa kết ấn sử dụng Di Thiên Hoán Địa, đổi vị trí của đám người bọn cô với tảng đá trước mặt. Trước mắt đám người Diệp Thần đã được dịch chuyển đến chỗ tảng đá nằm trước đó, còn tảng đá thì thay thế chỗ của đám người Diệp Thần. Rất nhanh tảng đá đó đã bị đám tà linh phá nát thành từng mảnh. Long Gia, lần này giao cho ngài rồi. Long Gia chắp tay kết ấn ngay tiếp tục thi triển Di Thiên Hoán Địa. Đám tà linh chưa kịp bay đến gần thì đám người Diệp Thần đã thành công dịch chuyển đến một nơi khác, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Long Gia đã đưa cả bọn đến một nơi còn đáng sợ hơn chỗ trước đó, xung quanh nơi đây đầy dãy xương người chết trận. Hoán niệm, tà niệm, ác niệm và sát niệm của bọn chúng ngưng tụ lại thành những luồng uy áp cường đại. Long Gia, ngươi thật là biết chọn chỗ đó nha. Long Gia cũng chỉ biết cười khổ gãi đầu, ta không cố ý mà. Bất thình lình trước mặt bọn họ xuất hiện rất nhiều thân ảnh, bọn chúng ai ai cũng toát lên oán niệm cùng khí tức chết chóc. Long Gia kích hoạt ngay Thái Hư Long Cấm, gia cố thêm cho lớp màn phòng hộ. Ấy thế mà màn chắn phòng ngự đó lại dễ dàng bị đám tà linh đó đi xuyên qua, xông thẳng vào đến chỗ bọn họ. Tử Huyên tiếp tục sử dụng Di Thiên Hoán Địa, nhưng đen thay lần này Di Thiên Hoán Địa của cô lại không thể thi triển được. Tử khí ở đây quá mạnh, ta không thể sử dụng Di Thiên Hoán Địa được nữa, nếu dùng sức có thể sẽ bị không gian hỗn loạn đè bẹp ngay lập tức. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách trực tiếp lao vào tấn công thôi. Diệp Thần cầm Xích Tiêu kiếm bước vào thế chiến đấu, phía bên này Long Gia vung Long kiếm Thái Hư ngăn chặn đám tà linh lao tới. Tử Huyên cũng chẳng thẳng rãnh tay khi phải liên tục tung kiếm chém về bọn chúng, nhưng đánh mãi vẫn không tài nào giết chết hết bọn chúng. Diệp Thần cau có mắng chết tiệt rồi tiếp tục múa Xích Tiêu kiếm công kích về đám tà linh. Những ác linh này thực sự là vô tận và không thể giết chết hết được. Chưa giải quyết xong đám tà linh tép diêu thì bên ngoài màn chắn phòng hộ đã xuất hiện thêm hai gã tà linh, nhìn thoáng qua thôi là biết khó xơi rồi. Tên đầu chọc thì cầm rìu, còn tên còn lại thì cầm một cây gậy dài như thiết bản, cả hai đều tỏa ra khí tức bá đạo. Long Gia vừa nhìn thấy hai tà linh đó liền toát mồ hôi kinh hãi, thốt lên cảnh báo, hai tên tà linh này còn mạnh hơn nhiều so với những tà linh khác. Diệp Thần, đưa bọn họ đi đi, hai chúng ta sẽ ở đây chặn bọn chúng. Diệp Thần bất lực đáp, được, đã kết thúc tập 634 đến 635 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.